Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, vợ chồng hạnh phúc, con cái thành đạt. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của gia chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà tốt thì cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một số điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố kim lâu hoang ốc tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến là gia chủ có hợp ứng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì các bạn, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hùng họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của gia chủ có phạm kim lâu, hoang ốc hay tam tai không. Đầu tiên ta sẽ xét đến kim lâu năm Canh Tý, gia chủ 36 tuổi. Theo cách tính này sẽ không phạm phải kim lâu, có thể xem xét việc xây được nhà cửa. Còn xét đến hoang ốc năm 2020, Canh Tý, gia chủ 36 tuổi. Theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát. Gặp tam địa sát mà nhà gia chủ sẽ gặp nhiều bệnh tật khó chữa khỏi. Còn xét về tam tai thì người tuổi Ất Sửu cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý theo cách tính thì gia chủ 1985 Ất Sửu sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho các lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Còn xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Với nam mạng Ất Sửu thuộc cung Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Càn Kim có 4 hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Còn 4 hướng xấu đó là hướng Đông Nam Hỏa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xếp cát hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng thì phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Ất Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy tuổi Ất Sửu 1985 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu 1985. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần phải tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Ất Sửu xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi nhày như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải.
Thứ ba đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ được nhiều may mắn cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi 1985 Ất Sửu nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở nhà hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch, để có thể hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu 1985. Và hướng tiếp theo đó là hướng tây gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm canh tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tô tạo sửa chữa và xây mới được. Còn nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Còn để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với đa mạng Ất Sửu, xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng, hợp được sinh khí. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các đường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Và hướng thứ năm đó là hướng tây bắc gồm có ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm canh tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới trong năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Sửu xây nhà hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn, tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, năm canh tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tô tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần phạm vào mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Còn nếu tô tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm. Người tuổi Ất Sửu mà ở hướng này thuộc tây tứ mệnh được thiên y, mà thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
thứ bảy đó là hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm canh tý sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt, với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ vạn mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Ất Sửu xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tượng quái là khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa vào năm 2020 xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu sử dụng phương pháp chấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Sửu 1985 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu 1985. Và hướng cuối cùng đó là hướng tây nam gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm canh tý sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được ca cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn thân phạm vào mậu tỵ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Sửu nam mạng xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Ất Sửu trong năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị giải đáp. Đừng rời khỏi kênh, tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mạng tuổi Ất Sửu 1985. Tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng thuộc cung Ly Hỏa, nam mạng thì thuộc cung Càn Kim. Xét đến việc xây nhà như sau, đối với nữ mạng Ất Sửu cung Ly, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí, và nên tránh bốn hướng xấu đó là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục giáp, tây ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1985 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem là cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế. Còn đối với nhà tọa ngọ hướng tý, phạm tuế phá và tam sát hướng phạm tái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến phận sát cũng không nên xây mới. Còn trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Ất Sửu nữ mạng xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu cảm thấy vất vả, khó khăn trong việc kết hôn thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hợp hướng này với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
Và thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam thì cố gắng tận dụng bài làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Ất Sửu 1985 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức họa vào thân. Đối với nữ mạng Ất Sửu 1985 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì có dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu. Và hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đâm chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Sửu nữ mạng xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Thứ 6 đó là hướng Đông Bắc.
gồm có ba sơn, sửu, cấn, dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm canh tí, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà toàn thân hướng dần thì không nên xây mới, vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Sửu 1985 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là khôn, chủ vì tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ vô cùng, nên vô cùng xấu. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Ất Sửu đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu 1985. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tố Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm canh tí sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận nên không xây mới. Nếu xây thì tròn vào ngày tháng cắt lành tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Ất Sửu 1985 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cũng cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, 202,5 đến 247,5. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây mới được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Ất Sửu xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Ất Sửu 1985 cả nam mạng và nữ mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình bên dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để quý vị và các bạn có được những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tâm môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.